Chào mừng viewer thân thiết đã quay trở lại với Minh Phụng Music. Bây giờ đã 20 giờ tối, nhưng một anh khách đã không ngại đường xa đến showroom của chúng mình để rinh ngay siêu phẩm SV800 của nhà Kidman. Keyboard này dành cho dân chơi chuyên nghiệp hoặc những người mới học. Và điều đặc biệt, ngoài việc anh từ Tiền Giang lên showroom đã thể hiện đam mê của anh dành cho cây đàn của nhà Kidman, theo anh chia sẻ rằng anh chuyên tổ chức sự kiện nên muốn tìm một cây organ hiện đại có thể đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao, mà giá cả phải chăng thì SV800 đã là lựa chọn đầu tiên mà anh nghĩ đến. Đây là khung cảnh bên trong showroom. Cây organ dành cho dân chơi này hiện đang được phân phối bởi Minh Phụng Music độc quyền với giá chỉ 18 triệu. Đàn đã được đem ra. Mọi người cùng với anh xem bên trong thùng SV800 có gì nhé. Trong thùng sẽ gồm cây đàn, cục nguồn, giá để sách, sách hướng dẫn. Và quà tặng vô cùng hấp dẫn chính là một chân đàn và một bao đàn hộp cao cấp, cùng với một bộ sampler được cài đặt miễn phí. Trong khi cùng các bạn nhân viên đang thử đàn, mình sẽ điểm qua những thông tin siêu hấp dẫn về cây đàn này. SV800 trang bị 61 phím đàn, có 3 mức độ phản hồi lực nhấn, màn hình LCD 7 inch, dễ dàng thao tác, cho phép người dùng có thể tùy chỉnh tất cả các chức năng hiển thị trên màn hình cảm ứng, đặc biệt là band 4 chiều để khách hàng có thể luyến lấy bản nhạc dân tộc hoặc những bản nhạc hoa. Âm thanh đàn tích hợp đa dạng với 1192 âm thanh nhiều thể loại như piano, guitar, trống và nhạc cụ dân gian, với 320 điệu nhạc cài sẵn, 500 bài hát và 39 loại hợp âm. Đàn có nhiều chức năng kết nối như chức năng audio để xuất âm thanh dạng MP3 WAV vào USB, và có nhiều chức năng phải có trên những cây organ cao cấp như Jazzbow tăng giảm tông, metronome dùng để đếm nhịp, clip mode chia bàn phím, recording ghi âm, chỉnh tempo và chế độ tự động tắt khi không sử dụng. Đàn có hai bộ loa kép công suất 15W và 25W, kết nối micro USB MIDI sẽ giúp bạn kết nối với máy tính và các loại nhạc cụ ngay trên đàn. Kết nối pedal giúp bạn có thể kết nối với pedal piano để tạo ra những bản nhạc chất lượng và sống động nhất. Đây là lúc tụi mình tiến hành cài sampler. Bộ nhớ sampler lên đến 768MB, được mở rộng nhiều hơn các sản phẩm cùng phân khúc. Bên cạnh việc đem đến trải nghiệm tuyệt vời, thì team vẫn quan tâm đến việc sử dụng đàn của khách hàng được tối ưu và hiệu quả nhất. Chính vì thế, sau khi cài sampler xong, khách sẽ được hướng dẫn chi tiết từ A đến Z. Điểm nhấn nổi bật của SV800 chính là khả năng dùng chung sampler của Yamaha. Cửa hàng nhạc cụ Minh Phụng luôn cung cấp đầy đủ đến khách hàng những phụ kiện đi kèm để nâng cao trải nghiệm âm nhạc của người chơi, để giúp anh khách có những buổi học nhạc hiệu quả và những trải nghiệm hoàn hảo nhất của riêng mình. Thì anh đã chọn tai nghe Roland RH5 hiện đang được bán tại showroom. Với RH5 kết hợp cùng đỉnh cao âm nhạc của SV800 là một sự lựa chọn tuyệt vời với bất kỳ người chơi nào. Vậy là hành trang đầy đủ để bắt đầu con đường chơi organ chuyên nghiệp của anh khách đã hoàn chỉnh. Team mình sẽ tiến hành đóng gói hàng vào thùng. Tiếp đến, mình sẽ cố định đàn bằng ni lông, vì để tận tay được đóng gói cây đàn yêu thích của mình, anh đã phụ team trong những bước cuối cùng. Cảm ơn anh vì sự nhiệt tình này. Và đây là chính sách bảo hành vô cùng hấp dẫn tại Minh Phụng Music. Khi bạn mua siêu phẩm organ SV800 này, bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Team mình tiếp tục mang đàn ra xe. Cây SV800 và phụ kiện đã được để phía sau xe và được hai bạn nhân viên tiến hành quấn băng keo cố định nhiều lớp, cẩn thận và chắc chắn, để anh khách có thể tự tin đem món đồ chơi hiện đại của mình về nhà. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng với Minh Phụng Music và trao niềm tin cho SV800 trên con đường âm nhạc của mình. SV800 là cây đàn sẽ mang lại cảm giác chơi hiện đại nhưng không kém phần sang trọng dành cho bạn. Cảm ơn mọi người đã xem video này, hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những tập hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp về mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.